Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với Điểm tin 24 giờ được phát sóng vào lúc 20 giờ trên Tamda Media. Và sau đây sẽ là những nội dung chính của ngày 21 tháng 8. Một chiếc xe buýt chở 39 du khách người Séc trên đường đi từ Ý về Praha đã gặp tai nạn ở Đức. Đông Nam Á đã ghi nhận hơn 38.000 trường hợp tử vong do Covid-19, khu vực đang đứng giữa vòng vây của đại dịch. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành công điện tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội sau ngày 23 tháng 8. Dịch bệnh ở Cộng hòa Séc đang có xu hướng giảm khi vào ngày hôm qua Séc ghi nhận 170 trường hợp nhiễm coronavirus mới. Trong tuần trước, Séc ghi nhận 12 trường hợp tính trên tỷ lệ 100.000 người dân. Praha có số mắc cao nhất với 27 trường hợp, tiếp theo là vùng Liberec với 22 trường hợp. Khu vực ít bị ảnh hưởng nhất vẫn là khu vực Zlín với tỷ lệ mắc hàng tuần chỉ trên 5. Hiện có 63 người nhập viện vì Covid-19, hơn 11 trường hợp so với tuần trước, và trong đó có 13 bệnh nhân đang ở trong tình trạng nghiêm trọng. Theo như dữ liệu sơ bộ, vào thứ Sáu, các nhân viên y tế đã tiêm được hơn 47.000 liều vaccine ngừa Covid-19. Kể từ khi bắt đầu tiêm chủng cho đến nay, hơn 11,2 triệu liều đã được áp dụng cho người dân. Bệnh viện Đại học Ostrava là một trong những bệnh viện đầu tiên mở phòng khám nha khoa ngay tại bệnh viện để giải quyết tình trạng quá tải bệnh nhân như hiện nay. Bệnh viện Đại học Ostrava đã mở một khoa nha khoa riêng biệt. Nó sẽ phục vụ cho những bệnh nhân khi đang đi khám ở một khoa khác. Nếu bác sĩ yêu cầu khám về răng thêm, bệnh nhân sẽ không cần phải quay về nhà đặt lịch ở một bác sĩ đa khoa khác mà có thể đến ngay phòng khám nha khoa ở bệnh viện. Ngoài ra, khoa cũng khám cho những bệnh nhân khuyết tật. Vì hiện đang thiếu trầm trọng các bác sĩ nha khoa, trường Đại học Praha đang nỗ lực mở thêm ngành nha khoa để có thể mở được một khoa mới. Trường đại học cần hàng chục triệu korun để mua các thiết bị y tế cần thiết phục vụ cho ngành nha khoa. Sau khi các thủ tục xong xuôi, những sinh viên đầu tiên có thể bắt đầu vào năm học 2022 và 2023. Một chiếc xe buýt chở 39 du khách người Séc trên đường từ Ý quay về Praha đã gặp tai nạn ở Đức. Theo như trang website BS24 của Đức, đã có 14 người bị thương, trong đó có cả những người bị thương nặng. Vụ tai nạn xảy ra vào sáng thứ Bảy tại huyện Kelheim ở Bavaria. Cảnh sát cho biết đã có 4 người bị thương nặng, 2 người đang bị thương ở mức độ trung bình và 8 người bị thương nhẹ. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn xe buýt chở khách. Theo người phát ngôn viên của cảnh sát, khi di chuyển từ đường A93 sang đường B15, xe buýt đã bắt đầu lắc lư và bị lật ngược. Theo như Bộ trưởng Karel Havlicek cho biết, có khả năng cao là tài xế lái xe đã bị ngủ gật. Đại sứ Thái Xuân Dũng đã có buổi gặp mặt với Bộ trưởng Bộ Y tế Séc và 250.000 liều vaccine ngừa Covid-19 của Séc sẽ về Việt Nam trong tuần tới. Trao đổi với Bộ trưởng Bộ Y tế Séc, Đại sứ Thái Xuân Dũng chúc mừng Cộng hòa Séc đã triển khai hiệu quả hoạt động tiêm chủng ngừa Covid-19 và kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19 trong thời gian gần đây. Đại sứ cũng đã gửi lời cảm ơn tới Bộ Y tế Séc và các cơ quan chức năng đã tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đối phó với đại dịch và được tham gia tiêm chủng đầy đủ. Đại sứ Thái Xuân Dũng cũng đã gửi lời cảm ơn chân thành tới chính phủ Séc đã có sự hỗ trợ kịp thời khi trao tặng 250.000 liều vaccine ngừa Covid-19 và nhượng lại 500.000 liều cùng với một số bộ xét nghiệm nhanh cho Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Y tế Adam Wojtek cho biết 250.000 liều vaccine trao tặng đã được công ty UPS của Séc đảm nhiệm vận chuyển và dự kiến sẽ về Việt Nam trong tuần tới. Đại sứ cũng đề nghị từ phía Séc tiếp tục nhượng lại cho Việt Nam số vaccine mà Séc chưa sử dụng, đồng thời giúp Việt Nam tiếp cận nguồn vaccine từ các nước EU. Liên hoan phim quốc tế lần thứ 55 đã chính thức được khai mạc tại Karovivari vào thứ Sáu. Ngay trong phần mở đầu, nam diễn viên người Anh Michael Kay đã được trao quả cầu pha lê và bộ phim truyền hình Zatopek được chọn là phim mở đầu. Liên hoan phim sẽ tiếp tục được diễn ra cho đến hết ngày 28 tháng 8. Mở đầu liên hoan phim, một trong những ngôi sao được chờ đợi nhất đó là diễn viên người Anh Michael Kay. Ông đã chia sẻ, "Đó là tràng pháo tay lớn nhất mà tôi đã từng nhận. Và đó cũng là giải thưởng quý giá mà tôi đã được nhận ở trong đời. Tôi cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc vì những gì tôi đã làm được." Các nghệ sĩ Séc đã dần dần bước đến thảm đỏ với những outfit đẹp nhất của năm. Ai cũng chờ đợi được xem bộ phim Zatopek, được cho là một trong những bộ phim Séc đáng xem nhất và được đánh giá cao về chất lượng. Điều mà các nghệ sĩ ở đây cảm thấy vui mừng là sau tới 2 năm mới có thể đến tham dự liên hoan phim vì do dịch bệnh. Xem tuần này Tamda Foods có accessory gì hấp dẫn nào?
sản phẩm nằm top các loại phết bánh mì từ thương hiệu Mars, Bounty hay Milky Way chỉ với giá 67 kuron. Chips Beyond được làm từ gạo với nhiều hương vị như salsa paprika, smetana xiên và nhiều vị khác chỉ 12,90 kuron. Hot chips Saponeco giá từ 13,90 kuron hay sữa hộp Gravic chỉ từ 8,90 kuron. Đặc biệt hơn, chúng ngay tủ lạnh dành điệu hay hàng chục giải thưởng khác khi mua sản phẩm bất kỳ từ thương hiệu Spark. Thông tin chi tiết về chương trình xin truy cập website tanda.eu. Khu vực Đông Nam Á đã thoát được tình trạng tồi tệ nhất khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào hồi năm ngoái. Nhưng trong những tuần gần đây, khu vực này chứng kiến số ca tử vong cao nhất trên toàn cầu và số ca nhiễm mới tăng cao đẩy hệ thống y tế vào tình trạng quá tải. Thực trạng này khiến Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế kêu gọi tăng nguồn cung vaccine ngừa COVID-19 cho khu vực để có thể giảm số ca nhiễm và số ca tử vong. Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins của Mỹ, trong 2 tuần qua, Đông Nam Á đã ghi nhận 38.522 trường hợp tử vong do COVID-19, gần gấp đôi khu vực Bắc Mỹ. Trong vòng 24 giờ qua, Thái Lan ghi nhận số ca tử vong vì COVID-19 trong ngày là 301 ca, chỉ sau mức cao kỷ lục một ngày trước đó là 312 ca, nâng tổng số ca tử vong lên gần 8.600 người. Những nước khác có số ca mắc COVID-19 mới còn ở mức cao như Indonesia, Philippines hay Malaysia, dù đang áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt, tình hình dịch bệnh ở một số quốc gia Đông Nam Á được dự đoán khó cải thiện trong tương lai bởi tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 còn ở mức thấp. Theo Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Indonesia và Philippines, hai quốc gia đông dân ở Đông Nam Á và đang có số ca nhiễm cao nhất và nhì khu vực, chỉ có 10-11% dân số được tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ. Do vậy, các chuyên gia và tổ chức quốc tế kêu gọi các nước giàu có chia sẻ khẩn cấp hàng triệu liều vaccine dư thừa cho khu vực khác để hạn chế ca bệnh nặng và tử vong. Ngoài ra, tổ chức WHO cũng kêu gọi các hãng sản xuất vaccine và chính phủ phải chia sẻ công nghệ và thúc đẩy sản lượng. AstraZeneca cho biết thuốc điều trị bằng kháng thể của hãng dược phẩm này có hiệu quả 77% ngăn người mắc COVID-19 diễn tiến nặng hoặc tử vong. Theo Bloomberg, kết quả thử nghiệm lâm sàng cho thấy không bệnh nhân COVID-19 nào sử dụng hỗn hợp kháng thể mã số AZD7442 của AstraZeneca diễn tiến nặng hoặc tử vong. Thử nghiệm bắt đầu được tiến hành từ tháng 11 năm 2020 trên 5.197 bệnh nhân tại Anh, Mỹ, Bỉ, Pháp và Tây Ban Nha. Mục tiêu của thử nghiệm là kiểm tra tác dụng của thuốc trên những người thuộc nhóm rủi ro cao. Đại diện của AstraZeneca thông báo hãng đang chuẩn bị dữ liệu để nộp cho cơ quan quản lý Mỹ để đánh giá khả năng cấp phép sử dụng khẩn cấp. Kháng thể được coi là phương pháp điều trị tiềm năng dành cho những người không có phản ứng như mong muốn với vaccine như bệnh nhân ung thư. Đặc biệt, trong bối cảnh biến chủng Delta làm giảm hiệu quả các loại vaccine, các phương pháp điều trị như kháng thể càng trở nên quan trọng. Giới chức Ấn Độ cấp phép khẩn cấp vaccine Zydus Cadila, vaccine ADN đầu tiên trên thế giới để sử dụng với người trưởng thành và trẻ em trên 12 tuổi. Bộ Công nghệ Sinh học Ấn Độ thông báo cấp phép khẩn cấp vaccine COVID-19 G-CoV-D do hãng Zydus Cadila sản xuất. Ấn Độ phê duyệt vaccine G-CoV-D có thể được đưa vào cơ thể bằng thiết bị tiêm không mũi kim. Trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng tại nước này tăng lên trong vài tuần qua, Bộ Công nghệ Sinh học Ấn Độ cho biết G-CoV-D có liệu trình 3 mũi, khi tiêm vào cơ thể sẽ tạo ra protein gai của nCoV và tạo ra phản ứng miễn dịch. Vaccine ADN được đưa vào cơ thể, một chuỗi ADN mã hóa kháng nguyên cụ thể để khởi động quá trình phản ứng miễn dịch. Công nghệ này được đánh giá nâng cao tính ổn định và độ tin cậy, đảm bảo an toàn do không chứa bất cứ tác nhân gây bệnh nào và có chi phí thấp khi sản xuất số lượng lớn. Các loại vaccine do Ấn Độ phát triển không cần bảo quản bằng thiết bị đặc biệt, giải quyết thách thức hậu cần khi vận chuyển và sử dụng trên khắp quốc gia Nam Á. Bộ Y tế Israel vừa qua thông báo nước này ghi nhận 10 ca nhiễm liên quan đến AI3, chủng đột biến của biến chủng Delta, với quan ngại có khả năng lây nhiễm mạnh hơn. Trong số 10 ca này, 8 người từ nước ngoài nhập cảnh và 2 người có khả năng bị lây bệnh từ cộng đồng. Nhiều quan chức địa phương và quốc tế lo ngại chủng này nguy hiểm và có khả năng lây lan nhanh chóng hơn so với chủng Delta. Một báo cáo từ Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ cho thấy chủng AI3 có khả năng trốn tránh hệ thống miễn dịch tốt hơn. Tuy nhiên, một số chuyên gia y tế cho rằng còn quá sớm để kết luận liệu chủng này có thực sự nguy hiểm hơn Delta hay không. Trước đó, tại một số quốc gia bao gồm Mỹ cũng xuất hiện những ca bệnh liên quan đến AI3. Trong cuộc họp báo mới ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chấp nhận trả lời các câu hỏi của truyền thông về chiến dịch sơ tán khỏi Kabul và kêu gọi người dân Mỹ ủng hộ ông chấm dứt chiến tranh ở Afghanistan.
xuất hiện tại buổi họp báo cạnh Phó Tổng thống Kamala Harris và Ngoại trưởng Antony Blinken hôm 20 tháng 8, ông Biden tuyên bố Mỹ đã đạt tiến triển đáng kể trong việc sơ tán các công dân khỏi Kabul. Lãnh đạo Nhà Trắng nhấn mạnh thêm, Mỹ là quốc gia duy nhất trên thế giới có khả năng làm được điều đó ở khoảng cách xa đến vậy, ám chỉ gần 6.000 quân nước này đang điều động bảo vệ sân bay quốc tế Hamid Karzai ở thủ đô Afghanistan. Ông Biden cho biết gần 13.000 người đã được sơ tán, bao gồm cả 5.700 người hôm 19 tháng 8. Song các chuyến bay phải tạm ngưng trong nhiều giờ hôm 20 tháng 8 cho đến khi nhà chức trách Mỹ có thể xử lý thủ tục của nhiều người di tản. Ngoài các công dân Mỹ, Washington cũng đang tìm cách sơ tán không chỉ các phiên dịch người Afghanistan mà còn cả các nhà lãnh đạo, phụ nữ và nhân viên các tổ chức phi chính phủ có thể bị chính quyền Taliban đe dọa. Siêu khuyến mại tháng 8 đặt càng nhiều hạ càng sâu, giảm giá đến 3% dành cho các đơn hàng đặt trên Tamda Express Brno. Đặc biệt chương trình áp dụng với khuyến mại tăng trưởng. Thông tin chi tiết về chương trình xin truy cập website tamdaexpress.eu. Nhận định tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp, vẫn còn ca F0 trong cộng đồng. Một số mục tiêu của việc giãn cách xã hội đặt ra như hạn chế thấp nhất người ra đường chưa đạt được. Vì vậy, Thành ủy Hà Nội đã có chủ trương chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành công điện tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội sau ngày 23 tháng 8, theo tinh thần chỉ thị 16 để đảm bảo thành quả chống dịch. Báo cáo tại cuộc họp cung cấp thông tin báo chí do Thành ủy tổ chức chiều nay cho biết, qua công tác xét nghiệm diện rộng, Hà Nội cơ bản đã xác định được một số địa bàn nguy cơ rất cao vùng đỏ và các nhóm đối tượng có nguy cơ rất cao nhóm đỏ, tiềm ẩn rủi ro và nguy cơ rất lớn nếu không kiểm soát chặt sẽ hình thành những ổ dịch lớn và phức tạp. Sau gần 30 ngày thực hiện giãn cách xã hội, Hà Nội đang nỗ lực bóc tách các trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng nhằm cắt đứt chuỗi lây lan, tiến tới từng bước khống chế dịch bệnh. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tiêm chủng, có vaccine đến đâu tiêm đến đó. Đến nay đã có 48% công nhân trong khu công nghiệp được tiêm vaccine. Hà Nội đang tiến hành chuẩn bị bệnh viện thu dung các trường hợp mắc COVID-19 không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ, chuẩn bị cho 3 giai đoạn, 10.000 ca mắc, 20.000 ca mắc và 30.000 ca mắc. Thời gian tới, thành phố tiếp tục đẩy mạnh việc lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở và các trường hợp nghi nhiễm ngoài cộng đồng. Tối ngày 20 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Giám đốc điều hành công ty Pfizer, ông Albert Bourla. Trước đây, vào ngày 9 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có thư gửi để bàn về hợp tác vaccine. Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn công ty Pfizer đã có những đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển ngành y tế Việt Nam, cũng như hợp tác tích cực để chuyển giao vaccine cho Việt Nam theo hợp đồng cung cấp 31 triệu liều vaccine Pfizer với Chính phủ Việt Nam. Chính phủ Việt Nam mới đây cũng đã thông qua việc mua bổ sung gần 20 triệu liều. Thủ tướng nhấn mạnh việc Chính phủ Việt Nam đang quyết liệt thực hiện chiến lược vaccine, tích cực triển khai chiến dịch tiêm chủng toàn quốc, có thể đạt mục tiêu đến đầu năm 2022, tiêm chủng cho 70% dân số. Do vậy, Thủ tướng đề nghị Pfizer ưu tiên quan tâm và đẩy nhanh hơn tiến độ giao vaccine cho Việt Nam theo các hợp đồng thỏa thuận, trước mắt là hoàn thành cam kết số lượng vaccine giao trong tháng 8, tháng 9 và quý 4 năm 2021, sớm bàn giao vaccine cho trẻ em và người dưới 18 tuổi. Đồng thời, Thủ tướng mong muốn Pfizer hỗ trợ để Việt Nam được vay hoặc mua lại số vaccine hiện chưa có nhu cầu sử dụng từ nước khác, đề xuất tăng cường và thiết lập các hình thức hợp tác mới như chuyển giao công nghệ về vaccine và nhất là thuốc điều trị COVID-19. Thủ tướng Chính phủ cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác chiến lược lâu dài với Pfizer trong lĩnh vực dược phẩm, nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực y tế cho Việt Nam, khẳng định Chính phủ Việt Nam đặt quan tâm hàng đầu là an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe cho nhân dân. Chủ tịch Giám đốc điều hành Pfizer, ông Albert Bourla cam kết sẽ nỗ lực hết sức tìm mọi phương án để đẩy nhanh tiến độ giao vaccine cho Việt Nam, sẵn sàng giúp đỡ hỗ trợ Việt Nam để nhận được chuyển nhượng vaccine từ các quốc gia khác, tích cực ủng hộ chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam về vaccine, đồng thời sẵn sàng hợp tác chiến lược lâu dài với Việt Nam theo đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Vào ngày 20 tháng 8, Bộ Chính trị đã có quyết định về việc điều động phân công ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025, điều động phân công giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Bộ Chính trị trong ngày 20 tháng 8 cũng chưa nói ai sẽ là tân chủ tịch thành phố. Ông Nguyễn Thành Phong sinh năm 1962, 59 tuổi, quê quán tại Bến Tre, trình độ tiến sĩ kinh tế. Từ năm 2015 tới nay, ông Phong là chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ông cũng là trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh.
Trước việc Thành phố Hồ Chí Minh công bố sẽ siết chặt các biện pháp giãn cách xã hội theo phương châm ai ở đâu ở yên đó, bắt đầu được thực hiện từ 0 giờ ngày 23 tháng 8 tới đây. Ngay lập tức trong ngày 20 tháng 8, nhiều người dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đổ xô đi mua hàng dự trữ. Dù thành phố đã khẳng định luôn đảm bảo đủ hàng hóa thiết yếu phục vụ cho người dân trong thời gian chống dịch, thế nhưng tâm lý lo lắng của người dân là điều khó tránh khỏi. Mới đầu giờ chiều nhưng các quầy thịt tươi sống và rau củ quả ở siêu thị này đã trống trơn, hết sạch hàng. Nhiều người cho biết dù đã đi từ rất sớm, xếp hàng chờ lâu nhưng vẫn phải về tay không hoặc đành chọn mua món khác. Ở trong siêu thị có đưa hàng ra nhưng mà tại vì số lượng nhiều người ở ngoài nhiều quá, mọi người lấy hết rồi chăn hết không đến lượt mình. Cũng phải chịu khó đứng xếp hàng, cũng cả tiếng đồng hồ rồi. Vào đây bây giờ đứng xếp hàng thêm tiếng đồng hồ để được trả tiền rồi đi ra. Lo lây nhiễm dịch bệnh, nhưng người dân cũng lo thiếu ăn khi phải ở dài ngày trong nhà. Trong ngày 20 tháng 8, sau khi công bố siết chặt giãn cách, người dân đổ xô đến mua hàng khiến sức mua của các siêu thị cửa hàng tiện lợi tăng 4 đến 5 lần với các mặt hàng tươi sống, lương thực thực phẩm. Dù nhà cung cấp đã nỗ lực cung ứng nhưng vẫn không tránh khỏi tình trạng cháy hàng, hết hàng. Trên thực tế, khi Thành phố Hồ Chí Minh giãn cách xã hội, ngành công thương và các hệ thống siêu thị đã tăng năng lực dự trữ và bán hàng nhiều lên gấp nhiều lần. Sản lượng hàng hóa thiết yếu đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân thành phố trong thời gian giãn cách kéo dài. Hiện tại thì các mặt hàng nhu yếu phẩm thì chúng tôi đã có một cái kế hoạch dự trữ dồi dào. Những sản phẩm như là gạo, đường, nước mắm thì chúng tôi đã có trữ hàng và vẫn tiếp tục làm việc với các nhà cung cấp để mà có thể là có thêm những cái nguồn hàng khác. Thành phố đã chuẩn bị các phương án đảm bảo cung ứng hàng hóa trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Cùng với nỗ lực của Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo quân đội sẽ chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng thành phố lo lương thực thực phẩm cho nhân dân, cung ứng lương thực thực phẩm vừa đảm bảo tuyệt đối an toàn, vừa không để người dân thiếu ăn thiếu mặc trong thời gian siết chặt giãn cách tới đây. Vâng, vậy là những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Ban biên tập Tam Đa Media xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý khán giả đã quan tâm và theo dõi. Quý vị và các bạn cũng đừng quên like và share điểm tin 24 giờ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.